Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm trứng cá tiết miền Tây. Trứng này thì ở nhà mình trồng được, mình cũng không biết giá nó là bao nhiêu nữa. Mình sẽ chấm cùng với chén muối ớt nha các bạn. Này mình mới vừa hấp xong luôn á, khói còn bay nghi ngút luôn nè. Xin mời các bạn nha. Cái trứng cá này thì cái hạt nó khá là to, ăn thì nó béo nhưng mà nó hơi ngán với hơi cứng một tí. Ok, tổng quan là thì mình thấy nó khá là béo nhưng mà nó lạt nhách à. Cái này mình chấm muối nó thì nó vừa ăn tí thôi chứ nó không ngon lắm đâu, với lại ăn nó hơi ngán mà khô nữa. Cái này mình ăn trải nghiệm cho biết thôi nha.